vì nghi ngờ thanh niên này có động cơ không trong sạch khi hẹn trả đồ tại chỗ vắng người. Giữa đêm khuya, cô gái đánh mất chìa khóa đã nhờ đến sự trợ giúp của lực lượng chức năng. Đêm qua, video một nam thanh niên tự nhận là nghệ sĩ, quay lại đăng lên mạng đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Clip ghi lại cảnh hai cô gái và lực lượng chức năng đôi co, đòi lại một chùm chìa khóa cho chàng trai này nhặt được. Điều khiến nhiều người bức xúc đó là, thời điểm thanh niên hẹn gặp hai cô gái trả chìa khóa là 12:30 đêm ở giữa một con phố vắng người. Thanh niên này còn yêu cầu cả hai đi uống nước với mình mới trả lại. Vì nghi ngờ động cơ người này không trong sáng, hai cô gái trình báo công an nhờ giúp đỡ. Hai cô nàng được hẹn ra phố lúc nửa đêm để trả chùm chìa khóa. Vì sợ nên cả hai đã trình báo công an. Bức xúc với việc hai cô nàng đi cùng công an, thanh niên này quay lại video, trách móc thái độ thiếu tin tưởng của nạn nhân và cho rằng hành động này không chấp nhận được. Chùm chìa khóa thì anh sẽ trả, chìa khóa có ăn được không em? Thái độ xin lại chùm chìa khóa như thế này là không thể chấp nhận được. Sau khi đăng video bày tỏ thái độ bức xúc với các xin, nhìn mặt bạn em ý đi rồi các ông hãy phán. Tôi sợ các ông lại nuốt luôn chùm chìa khóa vào bụng. Tôi là còn bản lĩnh đấy, thanh niên này lại càng bị chỉ trích dữ dội hơn. Cộng đồng mạng cho rằng, anh chàng phải có mục đích gì mới hẹn nạn nhân vào lúc đêm hôm khuya khoắt. Lại còn là hai cô gái chân yếu tay mềm. Bên cạnh đó, không ít người chỉ trích các sừng của chàng trai đang body shaming hai cô gái. Video liên quan thanh niên tự xưng là nghệ sĩ, bị chỉ trích dữ dội vì hẹn hai cô gái ra đường giữa đêm. Trang cá nhân của anh chàng cũng được chia sẻ khắp nơi trên mạng xã hội và nhận về không ít gạch đá. Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ Let's Explore Ice, Oi.